Và một lý do nữa đó là trong thời gian vừa rồi thì mọi người biết là có giãn cách xã hội mất cũng nửa năm rồi, nên là nó bị làm chậm cái quá trình ra MV của Quân. Chứ nếu đúng ra thì cái MV này phải gửi đến khán giả ngay vào tháng những tháng của đầu năm rồi. Lời đầu tiên cho phép Quân AP xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị khán giả của Yan. Dạ, thực ra thì với bài hát Bông Hoa Đẹp Nhất thì Quân cũng đã có được trong tay ngay từ đầu năm. Nhưng mà có khá là nhiều các công việc nó đan xen vào với nhau, nó làm cho mình chưa thể tập trung để làm cái MV cho nó hoàn chỉnh được. Và một lý do nữa đó là trong thời gian vừa rồi thì mọi người cũng biết là có giãn cách xã hội mất cũng nửa năm rồi, nên là nó bị làm chậm cái quá trình ra MV của Quân. Chứ nếu đúng ra thì cái MV này phải gửi đến khán giả ngay vào những tháng của đầu năm rồi. Dạ, thì khi tham gia với ekip mới thì cũng có những cái Quân phải đối mặt. Có nghĩa là đây là lần đầu tiên mà em bắt đầu em cũng tham gia vào trong cái việc làm MV và sản xuất cái MV này. Vì thế là Quân cũng đã được quan sát xem mà ekip của mình làm những việc gì để tạo thành một cái sản phẩm gửi gắm với mọi người. Đó là cái mà những cái mà Quân học hỏi được trong cái MV lần này. Còn khó khăn thì cũng có một vài khó khăn, ví dụ là có rất nhiều cái việc nhỏ mà mình cần phải giải quyết. Thì nếu mà một mình Quân thì không thể giải quyết được, đều phải có những người anh em bên cạnh mình giúp đỡ. Và một cái khó khăn nữa đó là chi phí trong cái MV lần này. Bởi vì trong cái sản phẩm Bông Hoa Đẹp Nhất này thì đây là cái sản phẩm mà Quân được Quân đầu tư nhiều nhất từ trước đến nay trong tổng 4 sản phẩm của mình. Thì sản phẩm Bông Hoa Đẹp Nhất được đầu tư nhiều nhất cả về chi phí lẫn về những cái buổi ngồi họp để tìm ra được cái kịch bản phù hợp. Đó, nên là đây cũng là một cái thử thách đối với Quân khi mà mình lần đầu tiên bắt đầu tham gia vào việc sản xuất MV. Đó, nhưng mà nó cũng là một cái kinh nghiệm, nó cũng là một cái bài toán để cho mình được học hỏi thêm. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Còn tim anh cứ ngờ là duyên số, thì ra đó chỉ